Chào anh em nha, chiều nay lên cho anh em một bộ lửa 86 đầu chùa, hàng zin đã xe nội địa Nhật về cực đẹp nha anh em. Bộ lửa còn xanh lè luôn. Bộ lửa 86 đầu chùa này mình bán cho anh em giá là 1,3 triệu nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Lửa bao zin, bao sóng, bao xài cho anh em. Không đổi nha. Đúng hàng zin đã xe kho Honda xe bán nội địa Nhật về. 1,3 triệu. Vô lăng mới xanh nha anh em. Vô lăng mới xanh. Lỗ này là vô xe cúp 67 CD CNL bao đẹp, chạy bao ngon, đồ zin tốc độ nha. Rồi bộ này mình bán 1,3 triệu, anh em có nhu cầu liên hệ mình 0933996332. Lỗ 86 đầu chùa, hàng zin đã xe cực đẹp nha, đẹp keng xanh 7 màu. Anh em càng alo mình 0933996332.